bạn đến với Mimin Tarot và ngày hôm nay mình đem đến cho các bạn một chủ đề, đó là thông điệp từ vị thầy tâm linh của các bạn gửi đến bạn là gì. Vị thầy tâm linh ở đây cũng có thể gọi là những linh hồn hướng dẫn cho các bạn trên cái hành trình mà các bạn đang đi. Có thể họ đang có một thông điệp nào đó nhắn nhủ đến các bạn. Mình được thôi thúc để làm video này, gửi đến thông điệp đến tất cả mọi người. Ok, và chúng ta có 3 sự lựa chọn như thường lệ là 1, 2, 3. Hãy chọn cho mình một tụ bài khiến bạn cảm thấy vị thuốc nhất. Thật ra bản thân mình cũng muốn nghe cái thông điệp từ vị thầy tâm linh của mình ở thời điểm hiện tại. Thế nên mình, đó cũng là một trong những lý do mình làm video này. 1, 2, 3 và chúng ta sẽ đến với tụ bài đầu tiên nhé. Chào các bạn, chọn tụ bài đầu tiên. Đây là trẻ bài chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp một cách thật là cởi mở nhất nhé. Với câu hỏi đó là thông điệp từ vị thầy tâm linh dành cho bạn là gì, thì đối với các bạn chọn tụ bài số 1 thì mình thấy là đúng là mang hơi hướng tâm linh thật. Mình thấy thứ nhất là mình thấy có thể thời điểm này các bạn đang đấu tranh cho một cái vấn đề gì đó. Mình thấy đây là cuộc đấu tranh giữa bản thân bạn thôi. Mình thấy là giữa bản thân bạn với chính bạn thôi. Và mình thấy ở đây có một cái vấn đề, đó chính là có thể là các bạn luôn cảm thấy thiếu và không hài lòng với chính mình, và các bạn có cái sự ghen tị với những cái người xung quanh. Một số bạn mình thấy có thể các bạn chọn cái hướng đi là con đường tâm linh, có thể là bạn học Reiki, học Tarot hay học những cái, tức là các bạn là một cái người mà tìm hiểu khá là nhiều về tâm linh, bạn thích tìm hiểu cái vấn đề đó, thích khám phá nó. Và nhiều bạn ở đây có thể là các bạn rất là dễ, sau này có thể là các bạn, cái con đường mà bạn chọn có thể sẽ trở thành một bậc thầy, trở thành một cái người truyền dạy kiến thức cho người khác, đặc biệt về mặt tâm linh, về mặt tâm linh, về sự phát triển của nhận thức, của linh hồn. Đấy, kiểu như vậy. Thì có rất là nhiều cái hướng đi nhá. Có rất là nhiều cái hướng đi để cho mà các bạn có thể đi theo cái con đường đó. Nhiều lắm, có thể bạn đi theo chữa lành Reiki, thôi miên quy hồi, các bạn sử dụng bài Tarot, bài Oracle để giúp đỡ những người khác, truyền tải thông điệp chẳng hạn, hay vân vân, rất là nhiều con đường khác. Thì mình thấy rằng là thứ nhất là thời điểm này á, mình thấy có thể là định hướng của các bạn sẽ đi rất là dễ đi theo cái con đường đó. Có thể bây giờ bạn chưa thấy điều đó, nhưng mà mình thấy là bạn trong thời điểm tiếp theo sẽ được dẫn đường đi theo con đường đó mà thôi. Cái thứ hai nữa mình thấy ở đây, đó chính là như mình đã nói ở ban đầu á, đó là mình thấy có thể bạn có một cái sự ghen tị nào đó đối với những cái người xung quanh, đối với những ai xung quanh trong cuộc sống của các bạn, và các bạn cảm thấy thiếu và không hài lòng với những gì mà mình đang có. Mình thấy là bạn đang như vậy, và chính vì thế mà các bạn rơi vào cái trạng thái đấu tranh. Có thể bạn cũng đấu tranh ganh tị với người khác rất là nhiều, và chính điều đấy nó khiến cho các bạn cảm thấy không bình yên. Các bạn không bình yên, không vui vẻ. Thì thêm một điều nữa mình thấy là nếu như các bạn hiện tại đang đi theo cái con đường mà mình nói, là có thể là các bạn, tất nhiên là không phải là tất cả đâu, nhưng mình thấy là có thể bạn sẽ có xu hướng trở thành một bậc thầy gì đó, dạy một cái gì đó, không dạy về tâm linh thì sẽ dạy về bất kỳ một cái vấn đề nào đó nhá. Nhưng mình thấy rằng là bạn phải bỏ được cái cảm giác thiếu thốn đó đi, và ghen tị với những người khác đi. Mình lấy ví dụ nhá, bạn không thể trở thành một giáo viên, mà một giáo viên, một người thầy dạy cho người khác kiến thức, mà các bạn lại đi sân si, hoặc là các bạn lại ghen tị với những cái người thầy khác, rồi bạn chỉ trích những cái người khác là cái người đấy thì không giống như mình, rồi cái người đấy rồi là không giỏi bằng mình, vân vân mây mây. Thật ra cái thứ đấy, những gì mà bạn nói ra và những gì mà bạn cảm nhận ấy, nó chỉ đang che lấp đi cái sự thiếu thốn, cái sự không hài lòng, cái sự thiếu tự tin của chính bản thân của mình thôi. Cho nên nếu như các bạn rơi vào cái tình huống như thế này, thì mình thấy các bạn cần phải xác định lại mục tiêu cho mình, rằng là bạn làm vì điều gì. Bạn làm không phải vì danh tiếng, không phải vì so đo với người này người kia, mà bởi vì bạn làm vì đam mê và mong muốn rằng là đem đến cho những cái người khác thật là nhiều kiến thức tốt đẹp. Và cái đấy là cái điều quan trọng nhất. Còn những người khác họ cũng có cái điểm mạnh riêng của họ. Mình khá là, cá nhân mình cũng không thích cái việc đấy, là ví dụ như là mình trải bài xong đó là mình đi công kích người khác. No. Mỗi người sẽ có một cách trải bài khác nhau, mỗi người sẽ có một cái lượng khán giả thu hút lẫn nhau. Hợp thì ở lại, còn không hợp thì ra đi, thế thôi, không có vấn đề gì. Thì bản thân các bạn đây, mình nghĩ là bạn nên dành thời gian để tái tạo lại cái nguồn năng lượng đã. Mình nghĩ là bạn cần thời gian để dành thời gian một mình ấy, để suy nghĩ lại mọi thứ. Đừng để cho cái con quái vật bát xanh đó nó làm trạch hướng cho con đường của các bạn. Và mình thấy rằng là cái vị thầy tâm linh, cái vị thầy của các bạn á, cái vị thầy tâm linh của các bạn á, họ muốn bạn kết nối sâu sắc hơn với họ. Có thể là bạn sử dụng thiền, ngồi lại, chậm lại, kết nối với bản thân của mình hơn. Bạn cần phải làm điều đó ở ngay thời điểm này, bởi vì mình thấy là đôi lúc bạn đang bị bất phương hướng và đang trạch hướng đấy. Có thể là bạn ghen tị với những người khác hay là gì đó đấy. Thực ra thì không nhất thiết là các bạn cũng sẽ phải đi theo 100% những cái bạn xem cái video, cái tụ bài số 1 này, các bạn sẽ đi theo con đường tâm linh đâu. Không phải 100%, nhưng có thể các bạn hướng đến cái mục tiêu là các bạn sẽ muốn truyền tải cái kiến thức cho người khác. Thì cái việc công kích
cái việc công kích người khác nó không đem đến cho các bạn cái sự phát triển, mà thay vào đó thì ngồi lại trau dồi với bản thân của mình. Mình thấy bạn đang mất kết nối, có thể ngay bây giờ bạn không biết là mình đang đi đâu, về đâu, nhưng rồi bạn sẽ biết điều đó. Ngay bây giờ bạn chưa biết thì sau này bạn sẽ biết. Và mình thấy bạn sẽ nhận, thời điểm tiếp theo bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ đến từ một cái người nào đó. Người này cũng có thể là người dẫn đường cho các bạn. Họ đến giống như là một cái người thầy hỗ trợ các bạn và chỉ cho bạn đi đúng đường. Tuy nhiên là bạn có đi được đúng đường hay không ấy, cái đấy nó còn phụ thuộc vào cái nhìn nhận của các bạn nữa. Và mình thấy là đã sẽ đến một ngày mà các bạn cảm thấy đầy đủ với chính bản thân của mình, đầy đủ là mình không cần phải quan tâm sang người khác họ nghĩ gì về mình nữa, mình không cần phải quan tâm sang người khác là họ đang như thế nào nữa, mình không so đo với những cái người đấy nữa, bởi vì mỗi một người có một hành trình riêng, có một cuộc sống riêng, có một cái gọi là cái ngân hàng nghiệp quả riêng. Bạn cũng thế, nên chúng ta không nên phán xét họ, không nên phán xét con đường của ai cả. Con đường nào đi cũng có lý do của nó hết. Và mình thấy đây bạn cần phải kết nối nhiều hơn, sâu sắc hơn với những linh hồn hướng dẫn của các bạn, với thế giới tâm linh. Và mình thấy là sắp tới đây sẽ có một cái bước nhảy rất là mạnh mẽ. Mình thấy là bạn đang bị lạc lối, mình thấy bạn đang bị lạc lối, hơi bị chệch hướng. Trong khi cái bản thân của các bạn, cái khả năng của các bạn, cái con đường của các bạn, trái tim của các bạn ấy, nó không đến mức như vậy, nó không đến mức bị chệch như vậy. Nhưng mà con người mà các bạn, chúng ta luôn luôn có hai mảng sáng tối như vậy. Nhưng mà điều quan trọng là chúng ta nhìn nhận được hai cái mảng đó và chúng ta biết là chúng ta nên chọn cái gì nó là thứ tốt nhất dành cho chúng ta, là con đường đúng đắn nhất dành cho chúng ta. Chúng ta cũng không ghét bỏ cái mảng tối đó, cũng không nhất thiết là bạn phải anti nó đến cái mức là ôi tao ghét mày lắm rồi, thế nào thế kia. Điều đấy nó cũng không khác gì bạn đang chối bỏ bản thân của mình. Ai cũng có những cái cảm xúc, nhưng mà quan trọng là chúng ta chọn điều gì thôi. Và mình thấy là bạn đang cần thời gian để tái tạo lại năng lượng của mình. Nói chung là bạn nên dành thời gian một mình đi. Thời điểm này là đang rất là tốt dành cho các bạn đấy. Thời điểm một mình và thời điểm tiếp theo thì các bạn sẽ biết là mình nên đi con đường nào, mình nên chọn con đường nào. Và mình thấy là sẽ có một cái bước nhảy, một cú nhảy, một cái đột phá, một cái bước đột phá trong cuộc sống của các bạn thời điểm tiếp theo đấy. Có thể ngay bây giờ bạn chưa hiểu là bạn sẽ đi con đường này như thế nào, mình có phù hợp với nó hay không. Nhưng mà rồi một ngày nào đó, khi mà bạn được dẫn đường, được chỉ dạy á, mình thấy sẽ có vị thầy xuất hiện chỉ dạy cho bạn, hỗ trợ cho bạn. Turn on the light, bật lên trong mình cái tình yêu và ánh sáng. Tình yêu và ánh sáng ở đây là những cái điều rất là tuyệt vời. Và bạn có sẵn cái điều đó, nhưng mà bạn đang chưa bật lên được. Cho nên là thời điểm này á, khi mà bạn định làm một điều gì đó, ví dụ bạn đi theo con đường tâm linh chẳng hạn, mình thấy là bạn tạm thời phải dừng lại đã, bởi vì bạn cần phải xác định lại con đường của mình đi, bởi vì nó đang hơi bị chệch hướng. Bạn đang cần phải dừng lại đã để biết là mình nên chọn cái gì. Chậm lại, tell the truth, nói ra sự thật, tức là thành thật với bản thân của mình. Đấy cũng là cái cách là tầng tôi cũng có cái cảm xúc như vậy. Và hãy kiên nhẫn với cái hành trình này. Như mình đã nói là chúng ta không ai làm cái người tốt hoàn toàn đâu, tốt từ đầu đến cuối đâu, không ai. Chúng ta cũng có những cái mảng tối, cũng có những cái vấn đề riêng của mỗi người. Hôm qua mình có đăng một cái status, một cái trạng thái lên cái fanpage cũng như là lên phần tag cộng đồng của YouTube ấy. Mình có nói về những cái áp lực của mình trải qua gần đây mà mình khóc, thì có người vào comment rằng là, có bạn vào comment rằng là Min mà cũng khóc á. Mình cảm thấy rất là buồn cười, bởi vì sao? Bởi vì mình không phải là con người à? Mình có phải là con người không các bạn? Có, mình cũng như các bạn thôi, mình cũng không có gì gọi là đặc biệt hơn đâu. Chúng ta ai cũng có những cái màu sắc riêng, và bản thân mình cũng có những áp lực, những vấn đề riêng của mình. Mình nói, mình khuyên mọi người hay như thế này thôi, nhưng với bản vấn đề của bản thân của mình á, mình cũng phải từ từ giải quyết, và mình cũng phải nhờ đến sự hỗ trợ và giúp đỡ của những cái người xung quanh, bạn bè của mình, những người mà mình yêu thương. Họ hỗ trợ mình, họ giúp đỡ mình, chính là như vậy. Còn đâu mình không bao giờ mình nhận bản thân mình là thần thánh phương nào hay là gì gì đó cả. Bởi vì sao? Bởi vì mình cũng giống như các bạn thôi. Mình có thể gặp được các bạn như thế này, tạo những cái thứ như thế này, thì các bạn cũng có thể làm được điều đó. Cố lên. Rồi, tiếp nha. Mình cũng khóc, mình cũng cười, mình cũng có lúc tụt mút, mình cũng có lúc phát điên lên. Nhưng mà sau đó thì mọi thứ nó lại bình thường trở lại. Within the next few months, mình thấy là cái con đường của các bạn đi sẽ rõ ràng hơn trong vài tháng tới. Sẽ có một cái bước nhảy gì đó đến với cuộc sống của các bạn. Buông bỏ những cái thứ mà nó nhất, đặc biệt là cái lòng ghen tị ở đây, cái sự ghen tị của bạn với những người khác. Bạn phải buông bỏ nó để có thể tiếp tục
tiến lên phía trước, nó mới làm cái con đường của bạn rộng thênh thang. Bạn có thể là thiền nhá. Mình thấy có rất là nhiều dấu hiệu của các bạn chọn tụ bài số 1 này. Mình không chọn tụ này đâu. Tụ này không dành cho mình. Thì mình thấy rằng là bạn nên thiền nhiều hơn, kết nối sâu sắc hơn với bản thân của mình, tĩnh lặng hơn. Và mình thấy cái khả năng bạn đi theo cái con đường tâm linh ở đây rất là mạnh mẽ. Hoặc nếu không, ít nhất là bạn cũng sẽ liên quan đến một cái vấn đề nào đó, đến phát triển bản thân con người hoặc là chữa lành nhá. Chữa lành thì nhiều cách lắm, mà tâm lý, tư vấn tâm sự hay là thông qua rất là nhiều kiểu khác nhau. Ok, đó là các bạn chọn tụ bài số 1. Chúng ta để đến với số các bạn. Nếu chọn các bạn đến 2. Với tụ bài số 2, đây là trẻ bé chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp một cách thật là cởi mở nha. Với câu hỏi đó là thông điệp từ vị thầy tâm linh của các bạn dành cho bạn là gì, thì điều đầu tiên đây, mình thấy cái thông điệp mà vị thầy tâm linh dành cho các bạn đây á, mình thấy ngay thời điểm này có thể là các bạn đang cảm thấy rơi vào cái một cái trạng thái rất là stress, có thể mất ăn mất ngủ vì một cái vấn đề gì đó, trầm cảm, đau đầu, khó chịu. Các bạn không thoát ra được cái cảm giác đó. Nói thì dễ nhưng mà thoát ra được rất là khó luôn đấy. Ở cái giai đoạn này mình không biết là các bạn đang bị stress bởi cái vấn đề gì đây, công việc, tình cảm, cuộc sống hay là bất kỳ một cái vấn đề gì đấy. Thì mình thấy ở đây chỉ có một lời khuyên mà vị thầy tâm linh gửi đến cho các bạn, đấy là bạn đừng quá suy nghĩ quá nhiều về tương lai, lo lắng quá nhiều về những thứ chưa đến, mà hãy tập trung vào thời điểm hiện tại, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đấy là bạn luôn có những cái cách để đối diện với những cái vấn đề trong cuộc sống của mình một cách nhẹ nhàng nhất. Mình thấy có thể các bạn đang rơi vào trạng thái hơi bị tiêu cực và phản ứng quá gay gắt khi bất kỳ cái vấn đề nào đó nó đang không như ý mong muốn của các bạn, nó đến với cuộc sống của các bạn. Và một điều nữa đấy là hãy kiên nhẫn đối với cái tình huống này. Mọi thứ nó sẽ có cái sự thay đổi mà thôi. Mình thấy thời điểm này có thể các bạn đang cảm thấy khá là cô đơn, cảm thấy một mình á, cảm thấy cho dù có bao nhiêu người vây quanh trong cuộc sống của các bạn nữa, chia sẻ với các bạn nữa, nhưng mà các bạn cũng không cảm thấy là trong số đó có ai chạm được đến cái cảm xúc của mình. Bởi vì thật ra mình thấy là cái này nó đến từ bên trong bạn thôi, chứ không phải là không có ai bên cạnh bạn. Nó đến từ bên trong bạn. Bản thân bạn mình nghĩ là cũng muốn một mình. Không muốn nói nhiều, không muốn thể hiện quá nhiều, nhưng mà buồn thì khóc một mình, mệt mỏi cũng khóc một mình, ngủ không ngủ được, ăn không ăn được, ví dụ thế. Thì mình thấy là bạn luôn có những cái cách để giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng nhất, cho nên đừng quá là gay gắt lên, bởi vì điều mà bạn càng xù lông lên ý, thì bạn càng tổn thương, bạn càng đau đớn thôi. Cái tiếp theo nữa mà mình thấy đó chính là bạn có một cái thiên thần đem đến cho bạn cái sức mạnh. Có thể đây cũng chính là thông điệp thứ mà vị thầy tâm linh gửi đến cho các bạn, đó chính là sức mạnh, dành cho bạn sức mạnh để bạn có thể vượt qua được cái giai đoạn này, vượt qua cái giai đoạn mà các bạn cảm thấy là khó khăn này. Nhớ là mình thấy rằng là đối với cái vấn đề các bạn đang gặp phải, nó giống như là được sắp xếp dành cho bạn rồi. Và khi các bạn đạt được ấy, vượt qua được ạ, các bạn sẽ có một cái thành quả rất là tốt đẹp, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đấy là các bạn vượt lên được chính mình, được cái nỗi sợ hãi, được những cái cảm xúc tiêu cực này, và họ chọn bạn cho cái tình huống này. Tức là sao? Họ đã sắp xếp cho bạn cái câu chuyện này, họ biết bạn có thể vượt qua được, cho nên họ mới sắp xếp bạn vào cái tình huống đó. Cho nên cái việc các bạn cần làm đấy chính là tin tưởng vào bản thân của mình, biết rằng mình có sức mạnh để giải quyết toàn bộ cái vấn đề mà nó đang gặp phải trong cuộc sống. Thêm vào đó nữa, mình thấy rằng là những linh hồn hướng dẫn cũng sẽ rất là những linh hồn hướng dẫn hay vị thầy tâm linh của các bạn ấy sẽ cố gắng làm sạch những cái chướng ngại vật trong cuộc sống của các bạn. Họ bảo vệ bạn và họ sẽ hướng dẫn bạn bằng rất là nhiều cách. Có thể họ sẽ cho bạn dấu hiệu, hoặc bắt đầu là mình thấy là sẽ có những cái sắp xếp nó khá là thuận lợi đến với cuộc sống của các bạn. Và cái điều quan trọng là bạn phải nhìn vào những cái điều thuận lợi nho nhỏ đấy đến nhá. Mình lấy ví dụ như là các bạn đi làm đi, hoặc là các bạn không thích làm công việc đó đi, nhưng mà khi mà các bạn đi làm thì cứ mỗi một lần khi mà bạn đi làm thì có thể là trước khi đi làm thì trời mưa rất là to kiểu như thế. Thế nhưng mà cứ đến giờ mà bạn đi làm thì trời nó lại tạnh. Và tương tự với cái việc đấy là bạn đi làm về thì lúc mà bạn ở công ty, ở cơ quan, ở nơi bạn làm việc thì mưa rất là to. Nhưng mà khi mà bắt đầu bạn đến giờ về thì mọi thứ nó lại tạnh. Nó giống như là một cái sự bảo vệ, một cái sự chở che, một cái sự hướng dẫn, một cái sự sắp xếp. Mọi thứ nó rất là gọn gàng đến với các bạn, nhưng mà các bạn có nhìn ra được điều đó hay không? Và mình thấy là thời điểm này thay vì buồn bã, chúng ta ngồi chậm lại để tìm cái câu trả lời thực sự. Mình thấy thời điểm này sẽ là cái thời điểm bạn chuẩn bị đưa ra một cái quyết định gì đấy quan trọng ấy, là các bạn có quyết định đối diện với nó hay không, hay là các bạn sẽ chạy trốn đó. Và mình thấy là cái thứ mà các bạn đạt được khi các bạn tiếp tục tiến lên phía trước và vượt qua cái nghịch cảnh này, đó chính là cái abundance ở đây. Abundance ở đây nghĩa là cái sự đầy đủ về cả mặt vật chất lẫn tinh thần mà các bạn sẽ có.
Đây là sự đầy đủ về cả mặt vật chất tinh thần bạn sẽ có sau khi mà bạn vượt qua được cái giai đoạn này. Cho nên là hãy kiên nhẫn nhé. Bây giờ đúng là các bạn đang ngồi chờ những cái thứ mà mình đã gieo. Có những bạn thì ngồi chờ những thứ mình đã gieo mà mãi nó chưa tới nên các bạn buồn. Có những người thì đang trồng một cái gì đó và đang rất là khó khăn khi mà giải quyết những cái vấn đề như là sâu bọ. Đấy, ví dụ thế, mình lấy ví dụ sâu bọ trong quá trình bạn trồng cây, trồng hoa thì nó cũng là một cái vấn đề ở đây. Bạn chính là định mệnh đem đến thành công cho cuộc sống của chính các bạn. À, mình thấy ở đây có một người nha, có thể là họ sẽ giúp đỡ các bạn đấy. Người này là người thuộc cung khí và mình thêm mình song tử. Người này là một người mà họ có rất là nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống để có thể chia sẻ với các bạn. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là họ có thể là cái người hỗ trợ bạn, dẫn đường cho bạn trong thời điểm này. Bạn được gửi đến rất là nhiều sức mạnh. Vị thầy tâm linh đem đến cho bạn rất là nhiều sức mạnh để các bạn có thể phát triển. Để gió cuốn đi, giao tất cả mọi thứ cho vũ trụ, cho God, cho thượng đế, cho Chúa Trời, cho cho vũ trụ. Để gió cuốn đi hết muộn phiền, cuốn đi hết những lo lắng và sống ở cái thời điểm hiện tại thôi. Tập trung vào thời điểm hiện tại thôi. Mình thấy có sự thay đổi đang đến rồi. Connect with your soul family. Có thể là cái người mà sẽ kết nối với các bạn ở thời điểm tiếp theo á, người này là thuộc soul family của các bạn, tức là gia đình linh hồn của các bạn. Họ hướng dẫn bạn, chỉ dạy các bạn, hỗ trợ các bạn. Và mình thấy đang có một cái sự thay đổi sẽ đến đấy trong cuộc sống của các bạn đấy. Mới chỉ em decide the outcome. Mình thấy là cái quyền quyết định kết quả của mọi thứ nó nằm ở trong tay bạn đấy. Cái con đường này á mà các bạn đi á thì mình thấy là cái thứ mà nó đang khiến các bạn rắc rối á, mình thấy là các bạn sẽ giải quyết được, sẽ vượt qua được nó. Nói chung là mình thấy bạn cần phải chinh phục nó. Còn chinh phục xong bạn quyết định gì với nó, đấy là quyền quyết định của các bạn. Tụ số 2. Quay chờ đấy, chờ này hay là bảy xu cũng là một cái mà cái người này họ đang chờ cho những cái cây của họ có thể là đơm hoa kết trái đấy, kiểu như thế. Thì các bạn cần phải chờ, bạn phải thử, bạn phải vượt qua được cái giai đoạn tiêu cực này, bạn phải tiếp tục với nó thì cái thành quả nó mới tới với các bạn được. Còn nếu như mà khi mà ngay từ bắt đầu chúng ta đã sợ hãi thì chúng ta sẽ không có được cái thứ mà chúng ta muốn đâu. Bạn sẽ không biết là nó sẽ dẫn mình đến cái con đường nào, chân trời nào đâu. Cho nên là hãy hành động đi. Mình thấy là các bạn đang cảm thấy không chắc chắn về mọi thứ, về một thứ nào đó, về những điều gì đó đang diễn ra ở trong cuộc sống. Nhưng mà mình thấy là trong vài tuần tới, within the next few weeks, mình thấy sẽ có một cái thay đổi gì đấy đến đấy. Trong vài tuần tới. Gì ta? Để mình xem nhá. Within the next few weeks, gì sẽ đến trong vài tuần tới đây. Within the next few weeks. Từ nha, đợi mình xem vài tuần tới gì nó đến đây. Within the next few weeks, within the next few weeks, within the next few weeks, within the next few weeks. Mình thấy bạn đang có rất là nhiều băn khoăn nhá. Nhưng mà cái câu trả lời sẽ đến với bạn trong vòng vài tuần tới. Mình thấy là bạn cứ nên tiếp tục với cái con đường mà các bạn đang đi, hoặc là cái tình huống thời điểm hiện tại đi. Mình nghĩ là nó sẽ có thể là cái sự căng thẳng của bạn, cái sự khó chịu của bạn, hay là cái sự mà khó khăn của các bạn có thể nó sẽ kéo dài trong vòng vài tuần tới. Nhưng bắt đầu mọi thứ nó sẽ dần dần đi vào quỹ đạo hơn, và các bạn sẽ quen dần với điều đó và giải quyết dần dần được cái điều đó. Đến sau cùng thì sẽ chả có gì có thể đánh gục các bạn đâu. Đấy là thông điệp từ vị thầy tâm linh của các bạn nhé. Cảm ơn các bạn lắng nghe. Chúng ta sẽ đến với tụ bài số 2. Các bạn đến với tụ bài số 3. Đây là trẻ bé chung. Chỉ vì vậy đón nhận thông điệp một cách thật là cởi mở nha. Với câu hỏi đó là thông điệp từ vị thầy tâm linh gửi đến bạn là gì. Thì đối với các bạn chọn tụ bài số 3, mình thấy câu chuyện như sau.
cơn giông bão trong cuộc sống của các bạn, ở thời điểm hiện tại các bạn đang trải qua hoặc là vừa mới trải qua đây, mình thấy là nó đang dần đi đến hồi kết rồi, nó đang lùi lại phía sau rồi, bởi vì cái lá bài này là lá bài cảnh báo bão mà, nhưng mà nó lại bị ngược các bạn ạ. Nó ngược có nghĩa là nó ngược nghĩa lại. Ở đây với cái lá ngược này thì nó có ý nghĩa rằng là cái cơn giông tố trong cuộc đời các bạn đang dần lùi về phía sau và nó sẽ trả lại cho bạn cái ánh sáng mặt trời, những cái điều tốt đẹp hơn đến với cuộc sống của các bạn, trả lại cho bạn cái sự bình yên, cái sự tuyệt vời sau những cái ngày tháng bão giông, những cái khó khăn mà các bạn trải qua. Mình thấy rằng là đây các bạn cũng có đét này, đó là một cái sự kết thúc. Các bạn kết thúc một cái điều gì đó, một cái chu kỳ nào đó, một cái giai đoạn nào đó. Ở đây cũng có competition full moon. Full moon cũng là cái lá bài này, nó cũng là dấu hiệu của cái việc đấy là bạn đã hoàn thành một cái chu kỳ, hoàn thành xong một cái bài học, hoàn thành xong một cái giai đoạn mà nó có thể là tràn đầy những cái vô cùng là nhiều cái giông bão, khó khăn, căng thẳng, thách thức mà các bạn phải trải qua. Thì mình thấy rằng là cái giông bão đó ấy, mình thấy là nó có thể đến từ cái việc đấy là bạn đã không vững lòng trước một cái sự cám dỗ nào đó. Cám dỗ ở đây có thể là một cái tình huống nào đó hay ai đó họ cám dỗ bạn, bạn khiến bạn đi lệch hướng, khiến bạn đi lệch đường, và chính vì thế mà bạn phải nhận một cái khó khăn, một cái hậu quả nào đó. Thì mình thấy là thời điểm này mọi thứ đó đã sẽ dần đi đến hồi kết, sẽ dần đi đến kết thúc cho các bạn rồi. Mình thấy là cái thời điểm mà các bạn ở trong giông bão, mình thấy là các bạn cảm thấy rất là cô đơn, cầm đèn đi tìm đường, rồi là có thể bạn chạy vạy khắp nơi tìm đủ mọi cách để có thể khắc phục cái hậu quả mà nó đến từ cái việc đấy là một cái sự cám dỗ nào đó đã đưa bạn đến con đường đấy. Thì mình thấy là bạn bước ra khỏi cái cơn giông bão đó với một cái tư thế, một cái tinh thần ngẩng cao đầu và chiến thắng, bởi vì bạn đã vượt qua được nghịch cảnh này, bạn đã vượt qua được những cái khó khăn này. Và mình thấy là bạn cũng cần thêm thời gian để có thể là lấy lại được cho mình cái sự tự tin, được cái sự bình yên ở bên trong tâm hồn của mình. Bởi vì có thể nói mình không biết điều gì đã diễn ra mà, nhưng mà mình cảm thấy nó cũng khá kinh khủng đấy, trong cuộc sống của các bạn vừa qua đấy. Bạn cũng có thể sử dụng âm nhạc, bởi vì có thể bạn là một cái người có kết nối với âm nhạc nhá, trong cái quá trình mà bạn chữa lành những cái tổn thương mà bạn có trong giai đoạn mà bạn trải qua cái cơn giông bão này. Và mình thấy là thông qua cơn giông bão này, thông qua cái sự kiện khó khăn này, một cái nghịch cảnh nào đó mà mình nghĩ là tự bản thân bạn bước vào ấy, thì mình thấy là bạn sẽ nhận ra được rất là nhiều điều. Bạn đặc biệt là mình thấy bạn học được cái bài học giữa cho đi và nhận lại ở đây. Cho đúng chỗ, nhận đúng chỗ, không phải ai cứ cho bừa phứa thì là tốt, không phải là cứ nhận bừa phứa ai cũng nhận cũng là tốt, mà phải là cho đúng chỗ và nhận đúng chỗ. Thêm vào đó nữa đấy là phải cân bằng giữa cho đi và nhận lại. Đó. Và mình thấy là cái cơn giông tố đấy nó sẽ đi đến hồi kết, sẽ kết thúc cho các bạn thôi. Và thời điểm tiếp theo sẽ là một cái thời điểm tốt hơn dành cho các bạn. Các bạn biết cân bằng giữa cho đi và nhận lại, những cái vấn đề bên trong bạn, bạn cũng nhận ra được. Và các bạn đang được kêu gọi để bước đi trên một cái hành trình mới, mở cái cánh cửa ra và bước ra một cái hành trình mới. Nó có rất là nhiều điều bí ẩn, nhiều điều thú vị đang chờ các bạn ở phía trước. Và mình thấy là bạn vẫn cần thêm thời gian, và kể cả cái cơn bão này nó cũng cần thêm thời gian để nó có thể dần dần lùi được, chứ nó không thể là trong 1-2 giây, 1-2 giây mà nó có thể lùi bước ngay được đâu. Nó sẽ từ từ, từng bước, nó cũng sẽ để lại cho bạn một số những cái hậu quả, gọi là một số những cái di chứng từ cái cơn bão này, từ cái khó khăn này. Nhưng mà sau đó thì mình thấy là bạn sẽ chọn cái việc đấy, nhận lấy những cái vấn đề đó và sửa chữa, thay đổi, phát triển bản thân mình hơn. Rồi, nó giống như là một cái, có những người thì nó là hoàn thành xong một cái mối duyên nợ nặng nào đó, trả xong một món nợ nặng nào đó. Rồi, cụ thể hơn, các bạn chọn tụ bài số 3. Ôi, nó cứ nhảy ra. Hãy giống như là hãy cầm cái chổi để quét đi toàn bộ những thứ mà nó không thuộc về cuộc sống của các bạn nữa, kể cả cơn bão này, kể cả những tàn dư của nó. Nhưng mình nghĩ là, như mình đã nói là bạn cần thời gian, nó sẽ không thể diễn ra trong ngày 1, ngày 2 được đâu. Và giống như là số phận định mệnh, bạn vẫn đang đi đúng đường. Có thể cái cơn bão này nó đem đến cho bạn cái sự phá hủy nào đó, nó đem đến cho bạn những cái sự kiện rất là dữ dội ở trong cuộc sống mà các bạn phải đối mặt. Và sau cái sự kiện dữ dội đó thì mình thấy là các bạn chọn cái việc chậm lại, lắng lại để đi tìm đường, đi tìm lại bản thân của mình. Và các bạn sẽ thành công để bước qua cơn bão đó, cho mình có một cái victory này, một cái chiến thắng ở đây này này. Ngẩng cao đầu và tự hào vì những gì mà mình đã trải qua.
cũng có thể ở đây cái cám dỗ ở đây ấy, thì nó một là nó có thể cám dỗ như mình nói lúc nãy, hai nữa có thể là ai đấy phản bội lời thề, phản bội một cái lời thề nào đó, một cái lời hứa nào đó, và cái ngọn gió sự thay đổi cũng sẽ sớm đến với cuộc sống của các bạn, làm thay đổi mọi thứ ở đây. Giống như thời điểm này nó giống như một cái khoảng thời điểm mà các bạn dọn dẹp ấy. Khi mà bão dần qua đi thì đã đến lúc để các bạn dọn dẹp và khắc phục lại cái hậu quả ấy. Đấy. Và các bạn vượt qua được, đây là thứ mà rất là đáng để tự hào đấy. Tụ số 3. Recovery, đúng rồi, phục hồi, chính xác, cái từ này là phục hồi. Bạn đang phục hồi lại bản thân của mình sau cái giai đoạn mà đang rất là dữ dội với nhiều thứ. Perfect timing rồi. Within the next few weeks, lá này cũng có within the next few weeks. Mình thấy là vào một cái thời điểm thích hợp, có thể là trong vài tuần tới thì có thể là các bạn sẽ cảm nhận được nhiều hơn cái cảm giác của cái việc đấy là mình đã vượt qua cơn giông bão là như thế nào. Tất cả mọi thứ nó sẽ bắt đầu đâu vào đấy cho các bạn ấy. Đó. Xem xét nhận bài học từ từ cái câu chuyện cũ mà các bạn đang có. Mình thấy là có thể là vào cái thời điểm thích hợp đây này, có thể là bạn sẽ mình thấy có romance ở đây thì có thể là đang có một cái điều gì đấy rất là lãng mạn đang đến với cuộc sống của các bạn rồi, và nó sẽ đến vào cái thời điểm thích hợp. Mình nghĩ là gần thôi, vài tuần nữa. Con đường, với con đường mà bạn đang đi, với những cố gắng và nỗ lực mà các bạn đang có ấy, đừng dừng lại, hãy cứ tiếp tục tiến lên phía trước nhá. Đây, mình sẽ rút từ bộ này đi. Every time I need. Tụ số 3. Thông điệp từ vị thầy tâm linh gửi đến bạn. Có thể sử dụng nhạc, âm nhạc như một cái liệu pháp để chữa lành, mà bạn cũng rất là kết nối với âm nhạc đấy. Các bạn có lá bài này, hãy kiên nhẫn nhé, mọi thứ sẽ đến đúng lúc. Bạn không có việc gì mà phải sợ cả, bạn không gì mà phải sợ hết. Có cả choosing ở đây thì có thể là các bạn đấu tranh để được ấy à, đấu tranh để được tìm đến với nghệ thuật à, với đam mê của bạn à. Tùy trường hợp nhé, tùy từng người nhé. Ca hát lên trong cái sự vui vẻ. Love your body, biết yêu thương trân trọng bản thân của mình và vượt lên chính mình. Đây cũng là những thứ mà nó chứng minh cho các bạn thấy rằng là bạn đang vượt lên chính mình, vượt lên những cái khó khăn, những cái cảm xúc có thể là không tin tưởng vào bản thân mình, lạc lối. Bài số 3. Dreaming. Có giấc mơ nào em. Lá này nói về việc đấy là hãy làm một điều gì đó khác biệt, làm một điều gì đó khác đi so với trước đây. Thì mình thấy rằng là bạn đang làm rất là tốt cái việc đấy là vượt qua một cái nghịch cảnh, một cái cơn giông bão nào đó. Và sau đó thì mình thấy là bạn sẽ đi theo một cái con đường mới, một đường hướng mới mà trước đây các bạn chưa bao giờ làm. Nó giống như các bạn nhận được cái lời kêu gọi đi theo tiếng gọi rồi. Tiếng gọi của đam mê, tiếng gọi của mục tiêu, của những thứ nó đang kêu gọi bạn tới. Thì đây giống như là một cái lời động viên, một cái lời thúc giục cho các bạn. Đấy là hà, hãy đi theo con đường đó đi, làm một điều khác biệt so với trước đây đi. Ask for help. Bạn có thể hỏi đến cái sự giúp đỡ của những cái người xung quanh, họ cũng sẽ là cái người mà hỗ trợ các bạn đấy. Đây này, support. Chắc chắn là sẽ có ai đó họ hỗ trợ các bạn trên hành trình này. Cho em cố gắng lên nhá. Thật ra thì những vị thầy tâm linh vẫn luôn ở bên cạnh hỗ trợ các bạn đấy. Có thể bạn sử dụng cầu nguyện này, thiền định này để kết nối sâu sắc hơn với họ. Họ sẽ chỉ cho bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhấn like, đăng ký kênh của mình nha. Bye bye.